Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mọi người hãy nhớ là bình luận giùm nha các bạn. Rồi bấm một nút like để mà ủng hộ cho Bảo, lấy lại tương tác cho kênh. Thì kênh Chuyện Ma của Bảo sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay á, thì Bảo xin chia sẻ rằng là hôm qua cái bạn đăng video cho Bảo á, thì có đăng sai ở cái chỗ là cái chuyện xa xưa thì đúng rồi, nhưng mà cái phần là chưa có kết, mà bạn tưởng đó là kết, cho nên là bạn đăng là phần kết. Thì bữa nay mới là kết nha các bạn. Mọi người Bảo đính chính lại cái thông tin đó. Thì hôm nay bà bạn đó sẽ sửa lại, mọi người thông cảm giúp Bảo về cái sơ sót đó. Rồi thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe câu chuyện xa xưa về một cái con heo thành tinh. Thì là ở tập trước á, sau khi mà cái ông mà có vợ bé nè, rồi cái bà vợ bé, xảy ra những cái việc mà có liên quan đến con heo thành tinh đó, và vô tình thì cái bà vợ bé vì nghĩ rằng ông này ông có cái người khác, cho nên là ông mới bỏ bả đó. Thì thành ra là bả mới đi theo, và vô tình bà phát hiện ra là cái ông này ông ôm con heo. Thì cái việc này nó có nghĩa là như thế nào các bạn? Có nghĩa là trong mắt của cái ông mà có vợ và nhà giàu này nè, mà có theo vợ bé này nọ nè, thì cái ông này á, ổng dòm thì ổng thấy là cô gái đẹp, nhưng mà trong mắt người khác thì có người mạng số hợp và không hợp, nó hợp nó mới khiến ổng đó. Thì cái bà vợ bé thì lại thấy là con heo thành tinh, và đồng thời thì trong nhà nghe những cái mùi phát ra từ cơ thể của cái ông chồng, thì người ta mới nói là ông sao mà lại nghe cái mùi của con heo, nó như mùi hôi của con heo. Và ngay cả cái người mà giúp việc trong nhà cũng là vô trong phòng mà ông dọn dẹp mỗi buổi sáng, phát hiện ra có cái mùi kỳ. Và những người mà người ta can ổng cái đêm mà ổng bóp cổ cái bà vợ bé đó, thì kể như là cũng nghe cái mùi vậy luôn, thành ra là mới đi mời thầy. Mời cái ông thầy về, mời ông về rồi ông ra ông coi. Thì nói về cái ông thầy này thì Bảo nói chút xíu để cho mọi người đừng có quên. Là như ở cái lần trước á, thì cũng có cái người mà xin bùa của ổng này nọ đó, rồi hỏi thăm ổng nào cũng biết sơ sơ rồi. Và ý định của ổng á, khi mà về đây nghe kể lại chuyện này chuyện kia thì ổng mới nghi là con heo nhà bà Sáu. Nhưng mà thay vì người ta đi thẳng ra ngoài người ta coi liền đi, thì không, ổng thì không có giỏi mấy, cho nên là ổng muốn làm cái này cái kia giống như là màu mè để cho người ta tin tưởng ổng, để cho người ta nghĩ ổng là một cái người rất là giỏi. Mới bày trò ra là ngày mai cái giờ đó như vậy buổi tối tôi sẽ tới. Nhưng mà cả gia đình chờ đợi hoài, tại vì nói chung người ta cũng giàu có, và cái ông chồng thì suốt ngày trong nhà ổng cứ là tông cửa, rồi thậm chí phải chối ổng lại, cứ là phải mở ra này nọ, là phải để cho ổng là đi thăm cái người mà ổng thương. Ta biết là cái đó là cái gì đó nó thành tinh rồi, người ta đâu có dám mà mở cửa cho ông ra. Tôi nghĩ là gia đình người ta đang nôn nóng, sốt ruột và lo lắng tột độ. Chờ là chờ ông đến, gì trong tâm trí người ta lúc này ông là cái phao mà. Người ta đang chết đuối ông là cái phao mà phải trông chờ ông thôi. Mà ai về đâu chờ hoài đến 7 giờ tối này nọ mà không thấy ông tới. Đó thì cái người chủ nhà người ta mới lo. Cái bà vợ này bà mới kêu là mấy cái người mà làm trong nhà đó đi 2-3 người nọ qua để qua bên nhà ông thầy. Thì để coi tình hình làm sao mà ổng lại không qua. Thì thật ra thì đó là mấy người này không có biết các bạn. Không biết là buổi ổng về đó là ổng gặp cái chuyện như thế nào, cho nên là ổng sợ ổng đâu có dám qua. Thì cái việc nó như vậy. Cái buổi chiều ha, là trời mà bữa đó nói chung nó cũng hơi là u ám chút xíu đi. Rồi chắc cũng ngay những cái tháng mà tháng 10 nọ trời nó mau tối, thì mới có 6 giờ hơn là trời nó đã tối rồi. Và ổng là bữa nay ổng qua bển đang ổng nghĩ trong đầu là bây giờ mình qua bển là mình sẽ được nhiều người mà kêu bằng nể phục mình nè, danh tiếng của mình nó sẽ vang xa nè. Ổng nghi là con heo trong đó rồi. Cái ổng mới chuẩn bị này nọ hay em chuẩn bị qua. Nói chung là trong đồng cũng hí hửng lắm. Thì khi mà ổng mới vừa bước ra khỏi nhà, do ổng là một cái ông thầy pháp đó, thì cái nhà cửa của ổng á, ổng không muốn cho nhiều người dòm ngó này nọ. Ổng cất cái nhà ổng ở trong cái đường mà giống như là ít có ai qua lại lắm. Mà sâu ở trong mà ổng thầy pháp cũng biết bùa này nọ, chúng đỉnh ma cỏ bình thường đâu có làm được gì ổng đó.
Cho nên là ông đi ra cái đoạn đường từ đó mà ra tới cái lộ chính đi, các bạn cứ mường tượng như vậy thì nó cách khoảng chừng cây mấy số đi, ví dụ vậy. Ông đi mới có nửa đường mà cái đường ít ai qua lại của mình ông đi hả? Thành ra cái đường nhỏ xíu hà mà xung quanh là cây cối tối mù mịt hết trơn. Đó, thì ông đang đi như vậy thì ông mới gặp là một cái người nào đâu đó đó là xuất hiện ở phía trước, và với cái bản lãnh của ông, cái bản lãnh khả năng của ông á thì ông dòm chui ra. Ông biết là có cái gì đó nó kỳ kỳ, ông vẫn định tâm được nha, chứ không phải ông như cái người thường mình mà thấy là thì cái nghĩ đơn giản đó là cái người đi ngang thôi, không. Tại vì ông biết thừa hiểu là cái con đường này ngoài ông ra là gần như là có thể nói là 90% là không có người lạ đi. Chứ đừng mà thanh niên trai tráng chưa dám đi nữa, chứ đừng nói mấy cái bà lớn tuổi này nọ. Thì ông cũng là thầy pháp, ông mới giữ được cái phần nào cái sự định tâm trong lòng ông. Ông mới để ý coi, coi là cái người này là sao, hay là ma tà gì đó nó hiện ra, nó chọc ghẹo ổng. Thì giống như nó xui rồi, nó đi đâu qua ngang qua đây này nọ, nó chọc ghẹo ổng là cái số nó xui rồi. Ổng mới để ý, ổng đâu có sợ, ổng để ý. Ổng để ý, ổng dòm dòm liếc liếc, ổng ngó này nọ ha. Thì khỏi cần ổng để ý, khỏi chờ, khỏi đợi, khỏi có hỏi lòng thòng gì hết trơn á. Thì cái người đó là mới lên tiếng, cái giọng của một cái người đàn bà lớn tuổi rồi, già rồi, khâm kháp mà ông nghe là ông biết ma chứ không phải người. Thì nó mới nói vậy nè, nó nói là mày khỏi có dòm, mày qua bên đó để mày bắt tao hả, tao tới cho mày bắt nè. Nó thì nó vừa nói câu đó xong nó hiện hình cho ông thấy, thì ông thấy là một cái bà già và hai cái nanh già ngoằn. Ông nhìn ra thì ông biết quỷ rồi, mà ai rành ổng hơn là ổng. Cái khả năng của ổng tới đâu ổng biết, giống hồn bình thường thì còn được nha, cái kiểu mà quỷ hiện hồn ra vậy rồi thì ổng xách giò ổng giọt ổng chạy, ông chạy ngược về nhà ổng. Mà nói nào ngay với ông này, tuy là ổng không có quá giỏi nhưng mà ổng được một cái như thế này là khi ổng theo thầy học này nọ, giống như ông thầy rồi dạy thế này, trời đất ơi ông học cái gì mà thí dụ như người ta là 10 năm mười mấy năm đi, nhận ông làm đệ tử là chiếu theo cái lý bình thường là cũng là thành nghề vậy đó, cũng giỏi vậy đó, mà học mười mấy 20 năm là cái khả năng ông không tới đâu, chỉ là trị được những cái dông bình thường hay mấy dông dữ dữ chút xíu thôi, còn nói mà tới cái cương vị quỷ đồ đó thì cỡ như thua. Cho nên là cái ông thầy á, ông biết là làm thầy pháp mà không chống chọi được với quỷ, mà vào cái thời điểm đó thì quỷ đâu phải hiếm, tuy ít nhưng mà không hiếm. Thì giống như là ông lo cho sự an toàn, dẫu sao cũng là cái người đệ tử đi theo mình bao nhiêu năm đó, thì ông mới về tặng nhà, rồi ông cho bùa, rồi ông làm theo kiểu là ông yếm, ông yếm cái phần đất ở này nọ đó để cho không có ma tà gì lại gần được hết đó. Thì ông mới trong lòng ông hồi đó tới giờ ông biết, mà ông biết thầy mình giỏi cỡ nào, mà bởi vậy là chạy thì cái đường sống duy nhất của ổng là ổng mới chạy về cái chỗ mà cái nhà, bởi vì ổng biết là cái con tinh này, con quỷ này nó qua tới đây rồi. Ổng không ngờ đến mức độ quỷ, nhưng mà bây giờ nó thành quỷ rồi, tinh rồi, đã nó thành tinh mà. Ổng mới chạy, thì may mắn cho ổng là ổng chạy được về tới nhà. Thì khi mà ổng chạy ổng thấy nó vượt phía sau các bạn, ổng ơi nhảy vô trong nhà một cái là cái như nó tới rồi, nó giống như là các bạn mà coi phim mà thấy là ông chậm một giây nó thôi chụp được ông vậy đó. Ông kinh hồn bạc vía ông hết trơn rồi. Ông về được tới trong nhà thì con quỷ này nó chưa vô được, nó không vô được à, nó không có vô được nha. Đó, thì ông mới nhào vô trong nhà, rồi ông dòm ra nó hiện hình đứng đi xung quanh nhà ông á. Các bạn cứ liên tưởng cái cảnh mà cái nhà mà không hề có một cái người nào lân cận hết, xung quanh là tối hù tối mịt, mà nhà thầy pháp mà nhìn nó ghê lắm, đèn đuốc nó yếu xìu sợ. Mà lúc đó ông đi rồi ông cũng tắt đèn, đâu có mở đèn ra làm gì, mà làm xài đèn dầu không, mà nhà lá mình đi mà mình không có thổi đèn tắt thì lỡ mai nó ngã rồi nó cháy nhà sao. Lúc đó thì dù thầy pháp hay là cái người bình thường cũng vậy, tâm lý chung của người ta là không có mở đèn mở khi mà mình đi ra khỏi nhà đó. Cho nên là cái nhà ông nó tối hù tối thui à, mà giờ lúc đó là quảng rồi, đâu còn mà mở đèn mở xá gì nữa các bạn. Trời ơi, không thấy nó còn tốt hơn là thấy nó à. Ông sợ quá đi thì nó mới chắp tay ở sao đi vòng vòng nhà, nó vô không được, giống như nó kiếm chỗ nó vô,
Nhưng mà cái nhà bình thường mà cái con heo thành tinh này nó muốn vô nó hơi khó, là nói về cái nhà ông thầy pháp mà có được ông thầy ông cho cái trận pháp này nọ mỉm xung quanh nhà nữa, nó vô không được, nó tức, nó đứng ngồi đó nó dậm chân, nó đứng ngồi đó hoài vậy đó. Đó thì ở đây kể như là mấy cái người mà trong nhà đâu có biết, nó biết ông gặp cái gì đâu, cứ trông chờ ông hoài đó. Thì mấy cái người ba cái người là đi tìm ổng á, tới nhà ổng để coi coi sao. Thì do họ đi họ vừa dòm coi là nhầm khi mình đang đi trên đường rồi ông thầy ông tới đó, thì vừa dòm thành cho nó chậm đó. Đến 8 giờ mấy gần 9 giờ tối á, thì ba cái người này á là mới đi tới nhà của ông thầy, tại hồi đó đi rước biết nhà ổng mà. Ta nói ba ông này thì kiểu giống như là mạng số nó cũng hơi cao đi đó, cho nên là mấy ổng không thấy. Mà ông vô tư lắm, mà ông đi tới cái sân nhà của ông thầy thì ông mới kêu là thầy ơi, ông thầy ở trong, ông mới nghe cái tiếng kêu của con người. Ông ban đầu cũng sợ là nó dụ hoặc ổng này nọ các kiểu, cho nên nhưng mà ông dòm ra thì ông thấy con quỷ giật mình. Nhưng mà lần này thì nó hơi khác, bởi vì ba người này đi thì cũng đem theo đèn đuốc các bạn. Ông dòm ra thì ông thấy cầm đèn này nọ mà ba người đứng lặng chứ không phải là một cái bóng. Ông mới dòm cho kỹ, ông không trả lời nhưng mà ông dòm cho kỹ thì mấy người kia đâu có biết đâu, cứ kêu là thầy ơi hoài. Thì ngay cái lúc đó ông dòm ra, ông mới thấy là ba cái bóng người này thì đứng giống như đứng trước cái hàng rào nhà cửa ông, mà kêu nhà thầy pháp hồi đó người ta đâu có dám. Mà như mình bây giờ, thí dụ như bây giờ gặp nhà người quen này nọ hay cái người mình đã mời rồi á, thì mình mở cửa cái hàng rào đó có khóa cước gì đâu, hàng rào cây không mà, thì mở ra đi vô. Nhưng mà do là nhà của thầy pháp cho nên là ba cái ông này cũng có sự kiên kỵ của mấy ông, mà ông thấy cái nhà tối không ai trả lời nữa, ông đâu có dám vô. Trong khi nhà thầy pháp rồi ông cho vong này nó giữ nhà cho ổng, rồi mình vô sao được, như mang quạ vô thân vậy đó. Ba ông này đâu có dám, thành ra là đứng cái hàng ngang dòm vô trong nhà của ổng. Thì ông thầy pháp ổng dòm ra, ông thấy ngoài ba ông này thì con quỷ đứng kế bên á, nó đứng và nó quay mặt vô nó dòm ổng, xong quay mặt qua nó dòm ba người này. Thì ổng ở trong là cứ như là ổng quíu lưỡi ổng hết trơn rồi. Ông nghe ba người này kêu nhưng mà ông không dám trả lời đó. Thì một hồi sau ông mới ráng dùng, khi ông ở trong cái nhà của ổng á các bạn, thì ông cũng tin tưởng vô cái ông thầy của ổng, cho nên một hồi sau ông mới điềm tĩnh theo kiểu là dằn nén được cái nỗi sợ. Ví dụ như rồi số sợ nãy là tột đỉnh đi 100% đi, thì bây giờ ông còn là 70-80 kiểu vậy, nhưng mà cũng phần nào ông thầy pháp mà ông khác với người bình thường mình. Ông mới thấy là mấy người này là người thiệt rồi. Thì bây giờ có mấy người này vô chứ bị lỡ mấy người này về mấy người này chết làm sao, lỡ mai là nó đi theo rồi nó hiện hình rồi nó quá thảnh này cái kia rồi nó dụ mấy ông này chết rồi, thì ở bên kia là lỗ thừa cho ổng nữa đó. Cái ổng mới lên tiếng, ổng nói mấy chú mà mở cửa vô đi chứ ông đâu có dám ra, ông đâu có dám ra, ông thấy đứng kế bên thì sao ông dám ra. Thì người thường vô trong nhà được, còn ma quỷ là nó đâu có vô, mặc dù cái cửa là cái hình cái thực chất các bạn, còn cái vô hình á, cái sức mạnh vô hình của cái trận yểm này nọ thì chỉ có vong quỷ này nọ hay thầy pháp ta biết ta cảm nhận thôi, chứ còn mấy ông này bình thường đâu có biết. Thì nghe ông thầy ông kêu vô này nọ thì ba người cũng vô đó. Thì vô tới trong thì lúc này ông mới sực nhớ là nhà ông chưa có đèn điếc gì hết trơn á, nhưng mà có đèn của mấy người này rồi. Ông mới ra ông mở cửa đi, ông mở cánh cửa chính nó nghe, còn cửa hàng rào đứng ngoài á, trận pháp như là kiểu mà xung quanh cửa hàng rào cho nên là nó không có vô được cho săn. Thì ổng kêu vô mà mấy người này mới đi vô mới dội đèn, thấy cái mặt ổng thì ổng sợ hãi mà. Thầy pháp chứ xem mặt ở ngoài ổng sợ hãi cũng đâu có giấu ai được. Nó ủa thầy ơi sao mặt mày thầy xanh xao hết trơn vậy? Mấy chú đừng có hỏi. Mấy chú vô trong nhà tôi đêm nay, mấy chú ở lại đây đi. Mấy chú đừng có đi. Đó thì mấy ông này mới nói đâu có được. Trời ơi. Bà chủ của con á là coi như là chờ đợi quá lâu rồi mà không thấy thầy qua, nóng ruột quá mới kêu tụi con đi tới đây rước thầy. Mà tới đây rồi thầy không chịu đi với tụi con, bắt tụi con ở lại đây nữa là chắc về bà đuổi việc luôn á, rồi lấy gì cũng sống. Ông thầy mới nói bây giờ mấy chú muốn mắc việc hay là mấy chú muốn chết? Tự nhiên hỏi câu vậy. Ba ông này nó thầy ơi thầy nói gì thầy nói rõ rõ cho con biết, sao mà tự nhiên muốn mắc việc hay là muốn chết thì con không hiểu. Đó thì ông không trả lời nhiều. Ông nói bây giờ nè mấy chú ráng, mấy chú bình tĩnh nha. Ở trong nhà tôi thì mấy chú sống, mấy chú ra khỏi nhà tôi là mấy chú chết. Trời ơi, tôi nói nhà thầy pháp là không dám mở cửa hàng rào đi vô, phải ổng lên tiếng mới dám bước vô. Thì bây giờ ổng phán mấy câu này thì tâm lý mấy ông đó là rụng rúng hết trơn rồi.
Với lại á, đứng gần quỷ đó các bạn, quỷ đứng gần không biết á, nhưng mà cũng có cái cảm giác, có cái gì đó nó kỳ lắm. Và thêm nữa là mấy cái ông này là đang trải qua cái sự việc kinh hoàng ở tại nhà, là ông chủ mình là có khả năng là bị cái con tinh nó theo. Thì tâm lý mấy ông nó vốn đã sợ rồi, bây giờ chủ kêu không dám cãi. Đêm hôm đi ba người dám đi chứ điên bình cũng chẳng ông nào dám đâu. Đó. Thì thành ra là tâm lý mấy ông đã yếu rồi, bây giờ nghe ông thầy nói cái kiểu đó thì coi như là muốn suy sụp rồi. Ông mới nói bây giờ ráng nghe, ráng bình tĩnh. Cái nào cỡ thấy cái gì thì cũng phải ở trong nhà tôi. Thì mấy ông này cũng thấy ông này cũng thằng bí quá, mà ông thầy bây giờ cũng đang sợ nữa. Ông cũng đang sợ nữa, ông đâu có thời gian đâu mà ông đâu có cái sự cái điềm tĩnh đến mức độ mà giải thích từ ly từ tí, rồi nói nhỏ nói lớn từ căn từ nguyên này nọ cho ba ông này nghe. Thì cứ như là ông nghĩ gì ông làm liền à. Ông mới vô ông lấy bùa ra ông đốt ông hô ông niệm chú gì đó, giống như là ông mở mắt âm cho mấy ông này hay sao á. Thì ông kêu dòm ra ngoài đi biết. Ông đóng cửa lại rồi mới kêu nha. Thì ba người dòm ra ngoài thấy con quỷ đứng ngoài các bạn. Tuy mấy ông giờ không có rõ thiệt, nhưng mà thấy cái mặt xanh chành bành chà kỳ, mà thêm một cái là con mắt nó lộ ra ngoài, rồi hai cái nanh nó dài ngoằng xuống. Thì ông nào ông nấy nó ngồi bịch xuống đất luôn, tay chân bủng rủng. Bây giờ mà có suối mấy ông chạy, mấy ông chạy không nổi nữa, chứ đừng nói mà sợ mấy ông chạy ra ngoài. Đó. Thì sợ quá rồi, ở lại giờ rung hết trơn rồi, cũng không dám hỏi gì trơn, ở lại thôi kệ cái gì mai tính. Đó, thì ở nhà thì mới chờ hoài, mà sao mấy cái ông này đi mà cũng không có về, đã ông thầy không tới đã lo rồi, mà thêm bây giờ nữa mấy cái ông đi kiếm lại không về nữa. Bây giờ là cũng 11 giờ mấy, 12 giờ khuya rồi đó. Thì cái con tinh đó các bạn, là nó không ở nhà ông thầy nữa, nó đi về đâu? Nó quanh quẩn, nó làm gì cho má con của bà Sáu ngủ ngơi mất tiêu rồi. Thì nó quanh quẩn ở cái nhà của cái ông chủ này nè. Đó, nó quanh quẩn. Gia đình đâu có biết. Cái người mẹ với mấy người con này nọ, với mấy người gia nhân còn lại trong nhà đó, với cái bà giúp việc rồi đó, thì cũng như đâu có thấy đâu. Rồi bà con hàng xóm mấy người thân thích đó, cũng qua mấy người đứng xung quanh cái bàn lễ chuẩn bị sẵn. Mà cái bàn lễ thì cũng đâu có để trong nhà, để ngoài sân. Mà cái nhà này đâu phải như cái nhà của ông thầy Pháp. Thành ra là cái con tinh này nó đi vòng vòng ngoài sân được, nghĩa là chưa vô nhà được, nhưng mà vòng vòng ngoài sân là nó làm được. Đó. Nó đi vòng vòng thì người nào người nấy cũng đâu có thấy, nhưng mà con cái á là bây giờ giống như nó xuất cái hồn nó ra, chứ không phải nó hiện cái hình nữa rồi. Thành ra là người nào người nấy cảm giác là giống như thở sao lạnh đó mày. Khi ông này khi ông kia, sao tao lạnh quá, lạnh mà tao giằng ốc hết trơn. Mà giống như có cái gì đó nó ghê lắm mày ơi. Mà sao tao liếc tao giờ mà tao không có thấy, mà sao cảm giác nó kỳ lắm. Đó, thì đối với những người làm ở đây thì đêm nào người ta không canh không gác đâu. Mà tự dưng bữa nay cảm giác nó kỳ cục hơn hôm qua nữa. Đó, thì ông nào ông nấy cũng sợ hết trơn. Mà cái bà chủ này bây giờ còn có mấy người ở trong nhà rồi, cũng đâu có dám sai mấy ông này đi kêu nữa. Mà sai chưa chắc gì mấy ông đó dám đi. Đó. Thì người nào người nấy cũng sợ. Ở đó cứ sợ hoài thì con quỷ á, nó mới quằn ra vòng vòng mới sao á. Cũng như là cái kiểu mà các bạn nghĩ như là va ngang cái vách nhà của cái ông mà chủ nhà đó. Ông bị nhốt ở trong nhà, trói ông lại, có người coi, con cái ông coi trong đó đó. Thì nó ở đây nó mới kêu. Nó kêu ổng thì ổng nghe thôi. Ổng mới la lên. Ổng nói là Thả tao ra. À, cớ kiếm tao rồi, cho tao ra, tao gặp. Ổng cứ la làng như vậy. Trong nhà người ta thì cũng đâu có thấy. Con cái á, ổng cứ đòi vậy hoài thì người ta mới tưởng tượng ra. Trời đất ơi, vậy là đang đứng ở đâu đó ngoài rồi. Ổng dòm mặt ra ngoài vậy nè, ổng dòm ra ngoài mà ổng kêu mà người ta dòm ra người ta không thấy. Đó, cười ổng, ổng la gì ổng la. Ổng gào gì ổng gào. Đâu dám cho ông ra. À, nhưng mà trong nhà thì cũng sợ, đâu có dám mà ở ngoài sân này nọ nữa các bạn. Túa nhau vô trong nhà đóng cửa, mấy ông già nhăn vô luôn. Nó sợ lắm rồi, quýu lắm rồi. Thì cũng như Bảo đã chia sẻ ở tập trước á, thì do là cái con quỷ thành tinh này á, nó heo thành tinh này giống như nó sống rồi, có thể là sao đó, cái nguyên do là sao thì mình không biết. Đó, nhưng mà có thể là nó ở một cái nơi quỷ khí âm khí nhiều rồi, nó nhà cảm nhiễm rồi, nó thành tinh, nó cũng là một cái lâu năm lắm rồi, nhưng mà tại cái thân xác nó không lớn hay sao thì mình không biết nha. À, nhưng mà nó muốn ra cho người ta thấy á, thì nó có thể là
nó phải dựa vào cái xác đó, mà nó muốn đi á là nó phải trong vòng cái thời gian nào đó nó phải về. Còn bằng không là khi mà cái xác đó, cái xác của con heo á, cái giống như là cái kêu bằng cái gì các bạn, giống như là cái cốt của nó đi, cái cốt của nó mà lụi tàn rồi á thì cũng nó cũng đi theo, nó cũng bị tan biến theo hay sao đó, mà nó phải về. Thì đến khuya nọ nó mới về, nó về lại trong cái xác con heo á đó. Đó, nó về vô trong mà kiểu giống như nó tức giận hay sao các bạn, làm không được cái điều nó muốn á, rồi nó tức giận hay sao á. Mà bình thường thì khuya là nó để cho bà Sáu với lại cô Út là ngủ hết trơn à, nó không có làm ồn không gì hết trơn á. Mà cái đêm nay giờ nó tức làm sao, nó cứ lảm nhảm hơn sao hoài. Nhìn khi nhầm khi nó thành tinh nó, nhưng mà cũng là một cái con vật thành tinh hay hoặc là một con quỷ gì đó các bạn, nó đâu có được mà biết rằng nó biết này biết kia đó, mà nó cũng tinh ranh này nọ đó, nhưng mà nó cũng đâu có rõ ràng rành mạch bằng cái kiểu như là không nên nói lớn công gia này định này nghe gia đình này nghi, nó đâu có chi tiết được mức độ đó. Đó thì thành ra nó tức, mà nó tức nó dặn lên rồi thì cái gì nó muốn làm nó làm, hay nó cào nhào. Đó. Thì cái lúc này là trong nhà bà Sáu bà nghe ủa sao mà có giống như là tiếng mà ai nói mà mình nghe không có rõ cái chữ nào mà nó phát ra từ chuồng heo, không lẽ là có người trộm, mà trộm nào đi cào nhào trong cái chuồng heo vậy làm gì, đúng không? Dù ăn trộm thì nó phải im này nọ, thì nghe phải nghe cái tiếng con heo, nó gặp người lạ vô này nọ nó sợ nó mới la thì nghe tiếng con heo chứ làm sao mà lại nghe cái tiếng của một cái người nào lầm thầm gì ngoài đó. Đó thì cái bà Sáu này á, bà mới thắc mắc, bà mới khều cô Út á, bà nói vậy nè, bà nói con ơi con dậy coi, bà nói nhỏ nghe, con dậy coi, con nghe giùm má coi là ở phía sau có cái âm thanh gì không con có nghe được cái tiếng động gì không. Cô Út này thì nửa đêm nửa hôm đang ngủ nghê, mà mẹ mình kêu dậy thì nói chung cái tính tình cổ thì cũng ham chơi thật, nhưng mà cũng là cái người mà không có phải là cãi lời mẹ, cổ mới ráng cổ nghe, ráng cổ nghe thì cổ nghe luôn, cổ nghe mẹ ơi sao kỳ vậy mẹ, sao con nghe có cái tiếng giống như là ai nói chuyện á, mẹ nghe hả, mẹ nghe lâu chưa. Mẹ nghe nãy giờ rồi mà mẹ không có kêu con, rồi bây giờ tính sao Út? Cái tuổi của Út thì còn nhỏ, thêm một cái là thường ngày cũng ham đi chơi này nọ, đêm hôm nói chung là cũng mức độ gan, cũng không có suy nghĩ gì, nghe cái tiếng gì đi ra coi xong để vô ngủ nữa chứ không lẽ thức nghe hoài. À, thì cổ mới nói với mẹ cổ, đi mẹ ơi con mẹ đi ra sao coi là cái gì đó. Thì hai má con mới sợ là khi cầm đèn cầm đuốc này nọ thì cái người đó người ta nói cái thằng tránh ta né ta biết mình ra mà, thì người nào cũng cầm cái cây thủ rồi đi ra. Trời đất ơi, đi ra đâu, đi ra chỗ quỷ thần tinh, mà đi ra khỏi nhà là chết tới nơi à. Đó thì hai mẹ con đâu có biết, thập thò đi cới bên nhau lần từ từ đi ra ngoài cái chuồng heo đó. Nhưng mà hai má con á đi gần lại rồi á, cố gắng dòm cho thiệt kỹ coi có ai vô chuồng heo không, nhưng mà lúc này đi ra rồi vẫn nghe cái tiếng lầm thầm lì thì ở trong đó đó. Cái thôi bây giờ á rình mò hoài làm gì, nhìn tự nhiên ta nói quỷ nói chuyện mà người nghe thì phải ớn thôi, dù không muốn dù không suy nghĩ tới thì cái cảm giác nó cũng có thôi. Cái sợ bây giờ mẹ đi lẹ vào ngoài coi sao. Đi xong vô rồi thì không nghe nha, xong vô trong cái chuồng tới cái chuồng rồi thì không còn nghe nữa. Mà hai má con á, người đứng bên đây người đứng bên kia coi có ai chạy ra không thì không thấy ai chạy ra, mọi thứ im ru im phăng phắc vậy đó. Thì bước lại cái hai má con mới bước vô cái chuồng heo, bước vô cái chuồng heo một cái á thì thấy con heo nó lợm cợm ngồi dậy, nó lợm cợm nó ngồi dậy rồi nó mới đưa cái mắt nó dòm hai má con, mà cái nanh nó còn nha, cái nanh con heo nó vẫn còn, hai má con đâu có sức đâu mà cưa mà cắt. Ta nói nó dòm một cái thì hai má con lạnh mình hết trơn luôn, lạnh ót hết trơn luôn, là đâu có dám mà đứng đó nữa, khum hồn hay là cái mạng lớn gì đó thì không biết. Nhưng mà hai má con bà Sáu mới nắm tay nhau đi ngược vô trong nhà, người nào người nấy rung tay chân lạnh băng hết trơn đó. Cái sợ các bạn,
cố gắng nằm nghe thì từ đó tới sáng không nghe. À, nó giống như là trong cái lúc mà nó giận á, mà cái đêm đó mà nếu mà đứng đó hoài lọ mọ ngoài dám nó ra nó táp thiệt lắm các bạn, nó bắt thiệt lắm đó. Nhưng mà cũng do là chắc là nó cũng còn nhờ một cái chỗ trú ẩn tại nhà của bà Sáu. Tại nhà bà Sáu xung quanh đâu có nhà đâu, nó cũng chưa muốn là mắc cái chỗ này hay sao đó, mà sáng ra nó làm bình thường. Gần đây nó không ăn, không uống, có gà nó ăn rồi, đâu có thèm ăn ba cái đồ cơm hẩm cháo hiu này. Sáng ra cái hai má con làm như nó không có làm cho hai má con sợ nữa nghe, hai má con tưởng như bình thường, lạ đời vậy đó, tự nhiên bình thường. Rồi cái mới đi ra là cũng làm công việc hàng ngày, quẹt nhà, quẹt cửa, tắm rửa cho nó, thấy nó bình thường hết sức luôn. Mà thấy nó dễ thương đó. Bữa nay nó lụi, nó gụi cái mặt nó xuống nhìn nó dễ thương, không còn gì sợ hết. Hả? Đó. Rồi cho ăn uống bình thường, cũng 1-2 ngày sau cũng không có cái gì hết trơn á. Nhưng mà hai má con nó có biết đâu. Nó tạm thời nó chưa bắt hai má con là gì nó cần một cái chỗ để cho nó trú ngụ vậy thôi. Đó thì trở lại cái nhà của cái ông chủ nè. Đến sáng ra thì hai cái người đó, ba cái người đó trong nhà của ông thầy đó mới nói thầy, bây giờ thầy là thầy đi theo lên tới nhà thì ông đâu có dám làm gì, ông dám có cho vàng không, không dám nữa. Ông mới nói thôi mấy chú ơi, mấy chú về nói với chủ nhà thông cảm giùm tôi đi, cái con vong này nó thuộc cái dạng là tinh rồi. Tôi mà tới đó là nó bắt mạng tôi như chơi. Gia đình cũng nên là ở yên trong nhà, đừng có bước ra khỏi nhà. Nhất là cái người chồng đó. Lỡ mà nửa đêm nửa hôm á nghe, có nghe cái gì nó kêu ở ngoài, hay là một đứa nó thành một cái người nào ở trong xóm trong chòm á, nó kêu ra thì cũng không có ra. Đừng có tiếp xúc với ai vào ban đêm hết trơn. Và dặn bà con ở đó cũng vậy nghe. Năn nỉ cỡ nào năn nỉ ông không đi. Thì ban này buộc lòng phải về thôi chứ đâu dám cãi ổng. Về tới nhà thì cũng báo cáo lại vậy. Thì khi mà nghe cái lời báo cáo, kể như là cái bà vợ rồi mấy người con, người nào người nấy cái mặt không còn chút máu nữa. Rồi cái đêm nào cũng vậy á, làm như nó tới nó kêu ổng. Nó kêu ổng ra mà ổng ăn uống không ăn uống. Nhưng mà ổng ăn thì chết sao? Không muốn chết sao? Gia đình cũng đè ổng xuống rồi đổ nước này nọ vô, đổ cháo vô thì ổng đổ cháo rồi ổng ói à. Nhưng mà đổ nước thì ổng uống được. À, thì cũng ói nhưng mà giống như cũng giữ được nha. Đó, thì ổng lại chối ổng hoài vậy các bạn. Mà tới tối rồi á thì ổng lại là làng là sớm. Ổng kêu là phải đưa ổng ra. Đưa ổng ra khỏi cái nhà để ổng đi tìm cái người ổng thương. Ổng nói vậy đó. Thì tới ban ngày á thì ổng đỡ lại, nhiều khi ổng đói quá ổng cũng đòi ăn. Kiểu giống như ban ngày nó cũng không có tiện nó xuất hiện rồi nó qua bên nhà ổng. Thành ra là đỡ được cái phần đó. Con cái trải qua 2-3 ngày rồi, trời ơi chồng mình thì quá tiều tụy, cha mình cũng quá tiều tụy, mà người thân trong gia đình á, hay là những cái người mà làm thuê, làm công đó, người nào người nấy là cũng rúng mình hết trơn rồi, đâu có ai ban đêm ban hôm mà dám ra khỏi nhà, hồi trước thì ngủ ngoài, còn bây giờ là vô trong nhà ngủ luôn. Đó, thì mà còn mấy cái ông mà hương chức ở trong xóm cũng đang lo, vì cái lời của ông thầy nói cho mấy cái người gia nhân về báo lại nè. Cũng lo phải làm cách nào để xử lý này nọ trời, chứ bây giờ để yên vậy hoài đâu có được. Đó, cái người ta mới tới và đi cùng với cái bà vợ đi lên nhà ông thầy, muốn chạm mặt ông thầy hỏi cho ra lẽ, hỏi cho biết cái cách làm sao này nọ. Đó, thì khi mà lên tới nhà ông thầy cũng đông người, cũng ban ngày chứ đâu dám đi ban đêm. Lên tới rồi thì ông thầy mới cởi lời, ông nói là mấy bữa nay ông không dám đi ra khỏi nhà, kể như là ông ăn uống này nọ, ông chỉ dám xung quanh mấy cái đồ mà ông đi ông sẵn, giống như là nhà ông ở trong đó mà. Mỗi lần ông đi ra ngoài là ông mua phải một số ăn 2-3 ngày vậy đó. Rồi nhà ông cũng nuôi này nuôi kia ông ăn. Chồng này chồng kia ông ăn. Chứ đâu có ông đâu có dám đi ra khỏi nhà đâu. Ban ngày thì dám ngay cái giờ nào mà ông coi là thịnh nhất á thì ông ra. Còn bình thường thì ông đâu có dám ra. Đó, thì ông ơi nói với mấy người này mới năn nỉ xin ông quá trời luôn, thầy làm cách nào nó thầy giúp giùm. Thì cái ông thầy này ông mới nói á là bây giờ khả năng của tôi á là không thể nào mà giúp được bà con hết trơn. Mà ông cũng không có dám chỉ ra cái chỗ mà ông nghi ngờ nữa, tại vì dẫu sao cái đó cũng là ông nghi ngờ thôi. Mặc dù nghi ngờ đúng đó, nhưng mà bản thân ông còn không dám chắc chắn thì làm sao mà ông nói được với mấy người này. Đó thì ông mới nói là bây giờ á là ở yên hết trong nhà hết đi.
thì bà con xin quá, thì bây giờ tôi sẽ ráng tôi liều tôi giúp. Thì hỏi ông giúp bằng cách nào? Ông mới nói là ông đi nhờ một cái người. Cái người này thầy ông thì mắc rồi, mắc lâu rồi. Còn cái người này là giống như kiểu mà sư huynh của ông, người này giỏi hơn ông nhiều. Nó là ông phải đi tới cái chỗ cái ông đó đó, là nhờ ông về thì mới có khả năng giúp được cho bà con. À, ông mới nói vậy nha. Ông nói xong rồi cái mấy người này mới về chăm sự nhờ thầy. Ta về, người ta về rồi á, thì ông đâu có dám ông đi bậy bạ đâu, cũng phải từ từ ông chờ ngay cái ngày mà giống như là ông thầy bà thì ông biết là trong tháng đó thì sẽ có những cái ngày nào mà cái dương khí nó thạnh, dông nó sẽ không ra được ngoài, nó sẽ yếu đi này nọ, ông mới đi. Ông đi thì cuối cùng á, ông mới tìm được cái người sư huynh ông á, rồi ông mới kể lại những cái chuyện như vậy. Thì ông sư huynh này ông giỏi, ông mới theo cái ông thầy này về. Về bên cái chỗ bên đây nè, thì đương nhiên sư huynh ông mà ông đâu có giấu, ông mới nói đến cái chuyện của bà Sáu. Hồi trước có thằng đó là nó hỏi thăm tôi về cái việc mà có con heo nó vậy đó, mà bây giờ đang kể cái chuyện heo thành tinh, thì tôi kể cho anh nghe, anh qua bển anh coi, anh có lợi đó anh coi gì đó anh coi. Đó thì cái ông thầy này ông mới dắt qua bên cái nhà người chủ nhà đó, thì ông mới vô ông gặp cái ông chủ nhà đi. Thì ông mới nói rồi, đúng rồi, cái ông này là ông bị cái con tinh nó theo. Đó thì ông cũng ôm ấp ông giống như là ông chung chạ với nó đó. Theo cách ông thầy nói là như là chung chạ với nó rồi. À, thì bây giờ á ông ảnh hưởng lớn lắm. Bây giờ mà có tôi tới rồi thì khả năng là tôi giữ được cái mạng của ông. Nhưng mà cái chuyện mà ông có chung chạ với tinh rồi thì giống như là sau này mấy con tinh nó mà không diệt được thì kể như là ông cũng điên điên khùng khùng. Nếu mà may mắn hơn thì có thể là ông hết, có một cái là ông hết thì hết, nhưng mà cái sức khỏe ông là cái tâm lý của ông nó vẫn có cái gì đó nó ám ảnh rồi đó. Thì ông nói vậy, nhưng mà lúc đó thì mấy người mà chức chắc ở trong cái xóm nào mới nói là thôi bây giờ thầy đã tới rồi thì chăm sự nhờ thầy giúp chứ họ không đâu biết gì đâu. Thì cái ông thầy này do là ông giỏi, thì ông ơi đi qua bên cái nhà của cái bà Sáu vào ban ngày, tại vì ông đâu cần màu mè, ông giỏi rồi ông đâu cần màu mè. Thì cái hôm đó các bạn đi qua bên nhà bà Sáu rồi á, thì ông thầy không biết thì ông thấy cũng có căn duyên đi. Là bởi vì sao? Bởi vì ông vô trong nhà của bà Sáu á, ông dòm bà Sáu với ông dòm mấy cô Út á, rồi ông da ông dòm con heo á, thì ông biết rồi. Ông biết nó thành tinh rồi. Nhưng mà bây giờ ha, ông biết cái khả năng của ông là dù là ban ngày nha, ban ngày ban mặt nha, nhưng mà ông cũng chưa có khả năng làm lợi nó. Là các bạn biết nó tinh cỡ nào rồi đó. Đó. Và thêm một cái nữa là gần đây á, ông là cái người thầy pháp giỏi, thì trong cái giới thầy pháp với nhau á, thì ông có nghe được một cái tin là mấy năm trước á, 7-8 năm trước vậy đó, thì có một cái ông thầy, và khi đó là ông thầy ông cũng còn sống nha, là ông thầy đó cùng với ông thầy của ông á, là đánh một cái con heo thành tinh, nhưng mà chỉ làm nó bị thương thôi mà nó thoát được rồi á, là nó đã bị thương bơm một chân. Thì ông đi tới đây ông gặp con heo có 3 cái chân à, mà nó có nanh nữa, nó lạ thường như vậy nữa. Nghe qua những cái lời kể của sư đệ ông, rồi nghe qua những cái lời kể của những người trong xóm, thì ông biết rồi. Nhưng mà đôi khi các bạn, ta nói hồi đó có nhiều chuyện đó, nó căng duyên dữ lắm. Thì vô tình làm sao á, ông cũng từng nghe thầy ông nói là thầy ông có một cái người là cũng mang ơn vì có cái lần là ông gặp nạn đâu đó, là cũng thời lúc trước rồi, mấy chục năm trước rồi, là cái là thời bà Sáu còn trẻ thôi. Thì chúng chính cái ông thầy đó, ông thầy đó là cái người mà cho cái bà Sáu này lá bùa nè, cho bà Sáu này lá bùa nè, giống như ông trả ơn á. Thì có cái lá bùa đó thì nó còn hơn là cái sự mà các bạn cho tiền cho bạc trả ơn đó các bạn. Bởi vì vào cái thời đó cái sự an toàn về cái việc tâm linh là cái điều quý giá cực kỳ. Nó thì ông cho lá bùa, mà bùa của ổng sên mà. Đệ tử ổng mà giỏi nữa thì biết. Thì ổng sẽ suy nghĩ liền, tại sao mà hai má con nhà này ở chung với một con heo thành tinh mà tại sao không chết?
tới bây giờ ở hơn nửa năm mà không chết nè. Là mới lạ nè, mà tâm trí vẫn còn bình thường thì ông hỏi ông cha ra vô cuộc không biết cái lá bùa, ông dòm vô thì không biết. Đó, ông biết thì ông mới suy nghĩ, ông nói cái này giống như là cái người ơn rồi, cái người ơn của thầy mình rồi. Mà thêm một cái nữa là ông cũng biết được là cái con heo thành tinh này là con heo mới lằn cỡ thầy mình á, mà còn phải nhờ thêm một người nữa là mới đánh được nó bị thương này nọ rồi nó chạy. Rồi khả năng ổng là cái gì? Sao mà ổng làm lợi? Đó, nhưng mà đôi khi có những cái chuyện mà không thể nào giải thích một cách rõ ràng được. Có một cái thí dụ các bạn nói như vậy đi, cái con heo thành tinh này thì có khả năng á là cái hôm đó nó đi, nó rình, nó bắt người, thì cái bà sáu bà đi về á, nó gặp bà là nó muốn bắt bà đi, chặn đường đến bắt. Là con cái á là trong người bà sáu có cái lá bùa, mà con người mình á, do hay là cái ông thầy giỏi đi, thì ông phải càng hỏi bà sáu rồi ông lấy cái lá bùa ông dạch ra ông coi này nọ thì ông mới biết là cái bùa của thầy ông sơn. Nhưng mà cái con heo thành tinh này thì đương nhiên các bạn cần gì dạch ra coi, cái người mà dùng cái bùa sơn đánh nó này nọ đó thì giờ giờ y chang nè, nó biết liền, nó biết đó, cho nên là nó mới theo bả, nó theo bả để nó chờ cơ hội, giống như nó trả thù vậy. Nó trả thù hai ông kia không được thì bây giờ cái người giữ cái bùa của ổng nè, mà thêm một cái nó muốn bắt nữa, cái mạng số cũng hạp nữa. À, nhưng mà nó chờ, nó đợi, nó chưa thể nào bắt được. Là cái đêm đó đó các bạn, nó có thể là quá hình cho hai má con sợ, mà khi mà khiếp vía lên rồi á thì kể như là cái lá bùa thì nó giữ được đó, chứ không phải giữ không được đâu. Nhưng mà ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng, tại vì cái người mà giống như mình nói là cái ký chủ đi, bà sáu là cái người chủ, mà cái lá bùa là phụ trợ cho bà đó. Thì bây giờ cái tinh thần bà sáu còn minh mẫn thì dường như cái lá bùa này nó phát huy dữ lắm, tại vì ông sơn trên cái tên tuổi của bà sáu mà. Mà khi bà sáu bà xỉu hay con gút bà xỉu đi thì cái dương khí nó thuộc về cái chuyện khác rồi, thì cái lá bùa nó chỉ giữ được cái mạng thôi, nó chỉ cần làm cho suy yếu sợ hãi là xỉu, từ từ rồi nó bắt được. À mà tại sao nó chưa làm là vì nó cũng cần một cái chỗ đó. Thì ông thầy này ông đoán được, ông giỏi mà ông đoán được đó, ông đoán được. Thì lúc đó đó ông mới suy nghĩ trong đầu nhiều lắm nha, bây giờ mà mình liều mình ra mình đánh nó đi. Thì thí dụ như bây giờ nó không, bây giờ hiện tại ông cũng biết là nó không có bỏ cái xác đó được, không có bỏ cái xác đó được. Nhưng mà một khi mà mình ra mình đánh nó không bỏ nó chết sao, nó không bỏ cái xác nó chết thôi, thì nó liều. Nếu nó vô đường cùng rồi, ép nó vô cái đường cùng rồi thì nó sẽ liều. Mà khi mà nó liều lên rồi á thì cỡ như nó bỏ xác ảnh hưởng nhiều ảnh hưởng, nhưng mà khi nó bỏ xác rồi là ổng chết. À mà không chết thì không phải riêng mình ổng đâu, mấy người đây chắc cũng không sống nổi đâu. Đó thì ổng mới sợ, ổng sợ quá đi. Ở bản thân ổng giỏi mà ổng cũng theo một cái ông thầy là có tâm có đức, nhưng mà bây giờ giống như là lực bất tòng tâm rồi. Có điều người ta nói á, tương sinh thì tương khắc, nó phải đơn giản nói là cái con heo thành tinh là nó muốn theo bà sáu, nó ở trong nhà bà sáu này nọ đó, thì nó sẽ được đi theo ý nguyện của nó đâu. Luật các bạn, chứ không có giống như những cái lực vô hình đó thì mấy con ma quỷ nó bắt người cỡ nào. Thì ổng nói trong đầu á, ổng nói là bây giờ á nghe, chỉ có bà sáu, bây giờ là nó về giống như là nó ở trong cái nhà bà sáu nuôi dưỡng nó rồi, giống như là bà sáu là chủ nó rồi, thì chỉ có bà sáu mới giết được cái con heo này thôi. Mà khi mà giết được nó rồi á thì giết trong cái xác, thì khi mà nó thoát cái xác ra rồi á, nó cũng yếu chứ không có mạnh như cái lúc nó tự nó thoát. Mặc dù nó tự nó thoát nó ra rồi thì nó vẫn là một cái gì đó là như nó liều mạng vậy đó. Nhưng mà có một cái á là bây giờ ông thầy ông mới nói là có cái giờ khắc, nhưng mà muốn cần làm được cái điều bà sáu giết được con heo này nghe là phải cần một cái giờ khắc. Giờ khắc của cái ngày nào tháng nào đó, thì ông mới coi là ông coi ông thấy là chỉ còn cỡ 3 ngày nữa thôi đó. Thì đương nhiên các bạn phải hiểu là tại sao cái con heo thành tinh này, người này người kia nói chuyện, bà sáu chứ út nói chuyện trong nhà nó biết hết,
mặc dù có bùa bảo vệ được nhưng mà nó biết hết. Có một cái ông thầy này ông giỏi, làm chưa chắc lợi, nhưng mà để đảm bảo cái chuyện ông nói nó nghe không được thì ông làm được như sức làm được cái chuyện đó. Cho nên là mọi người khỏi thắc mắc là tại sao mà con heo nó thành tinh vậy, rồi mà ông nói nó nghe mà nó không biết, nó tránh không biết mà nó cắn này nọ rồi nó thoát. Cho nên nó đâu có biết. Mà thêm một cái nữa là ông đi qua ông cũng thừa hiểu rồi, sư đệ ông kể cho ông biết bao nhiêu chuyện như vậy, thì đương nhiên ông đi vô ông không có cho con heo biết ông thầy pháp đâu. Mà ông đi qua ban ngày nữa, ông lựa ngay cái giờ mà nó không thể nào nó xuất cái hồn nó ra, nó nghe nó biết cái này cái kia được. Đó, cho nên là mọi người không cần phải thắc mắc cái điểm đó ha. Đó, thì bây giờ ông mới nói là với cái bà Sáu, ông nói là con heo của chị bây giờ nó thành tinh rồi, mà bây giờ tôi đánh nó là chỉ trừ khi chị giết được nó tôi mới đánh nó. Tôi đánh nó mới chết thôi, mới bắt được, mới tiêu diệt được nó thôi. Còn chứ mà để như không á, nó tự nó sức cái nó bỏ cái xác ra đó, thì kể như là mặc dù sau này nó cũng bị là tiêu tán, cũng bị là cái kiểu giống như là yếu dần lợi này nọ các bạn, ảnh hưởng tới nó đó, nhưng mà mình đã ép nó vô cái đường cùng rồi thì cái điều đó là trước khi nó yếu rồi chắc là ông cũng chết rồi, bà con ở đây cũng chết rồi. Cái may mắn ở chỗ là giống như là nó cũng bị cái hồn vía nó là cũng như là bị thương từ cái lúc mà ông thầy của ông đánh, mà hai ông kia giờ chết trơn rồi sao mời. Đó, thì bây giờ ông mới mách cho cái bà Sáu là nhớ nha, vào 3 ngày sau, đúng cái ngày đó, đúng cái giờ đó, thì bà cứ đi ra bình thường. Bà đi ra bình thường nha. Rồi bà dán vô trong cái giống như ông chỉ cái chỗ á, giống như là ở trên đầu nó hay gì đó, thì bà dán mấy cái lá bùa này vô cho nó nha. Rồi bà phải giết nó. Bà phải giết nó thì lúc đó đó cái xác của nó chết rồi thì tôi sẽ đánh được nó. Ông mới mách nước như vậy. Thì lúc ông đi qua cũng có mấy cái người hương chức trong đó đó, thì cũng nhờ mấy người này. Thường thường hồi đó người ta nói như vậy nè các bạn, tại sao mà mấy cái vong linh này nó sợ mấy người làm quan, tại vì mấy người đó đó cái sắc phục của người ta, cái đức độ của người ta để người ta làm quan á, thì kể như là có cái người nhà phụ trợ, cho nên là nó không có làm được. Thì ông mới nhờ mấy ông này đi qua chung nè đó, thì vào ban ngày vào cái giờ dắt, chứ ông đâu có làm bùa làm phép gì, cần gì làm bùa làm phép, bùa làm phép nó biết sao. Đó, thì mới đi qua. Ông nói với mấy ông đó thì dưới cái sự mà nói chuyện của những cái ông mà hưởng chức ở đây, ông nói bà Sáu, bà cứ làm theo cái lời ông thầy nói, rồi tụi tôi sẽ đền bù cho bà. Ví dụ như con heo của bà là đây là cái chuyện chung trong xóm rồi, đáng lý là bà phải làm không, chứ bà không cần đòi hỏi gì hết. Nhưng mà mấy cái ông ở đây người ta cũng tốt đi, người ta mới nói ví dụ như con heo của bà 100.000 đi, người ta đền cho bà 200.000, sớm chờ ông thùng lỡ đền cho bà 200.000, bà giết đi, làm theo y cái lời ông thầy đi. Mà ông thầy này ông dặn, ông nói nè, nhớ kỹ lời tôi nghe, con cái con heo tinh này bây giờ là nó chưa biết, nó chưa biết, thì mấy bữa sau nó cũng không biết. Mà hai má con của bà muốn làm được cái điều này á là tuyệt đối nha, ở trong nhà thì suy nghĩ cái gì suy nghĩ nha, nhưng mà không được nói lớn, nói nhỏ hai má con ơi, mà tốt nhất là không được nói, giữ cái lời của tôi yên trong nhà, chứ không có được mà đi ra ngoài cho nó ăn hay này nọ, thì vẫn cho ăn bình thường nha, nhưng mà ra tới ngoài đó rồi á là kè kè cái lá bùa theo, không có được suy nghĩ quá nhiều về cái việc là có nên có giết nó này nọ và bữa đó hay sao nha. Suy nghĩ nhiều quá nó biết à. Thì bên cạnh đó cái ông mà hương chức á, thì mấy ông này có cái sắc quan quyền này nọ ha, thì mấy ông này phải tìm một cái cớ gì đó để qua bên đây giữ nó lại, đừng cho đi hại người. Có mấy ổng rồi thì nó không có giống như là nó sợ, nó không phải sợ, nó quá sợ cái sắc đó, nhưng mà nó không có đến gần đâu. Giống như một cái kiểu là nó bị dị ứng vậy các bạn. Mình hiểu đơn giản nôm na vậy đó, giống như nó gặp mấy cái đó là nó có cái phần là nó nghi kỵ, nó không có dám lại gần, nó không muốn lại gần luôn. Đó, thì mấy cái bữa đó vậy đó nghe. Nhưng mà ông thầy ông căn nhận rõ cái lúc mà ra dán bùa nó để mà bắt nó này nọ đó, thì mấy ông kia không có đi ra dán không được đâu. Đi ra dán cái lá bùa vô người nó không được đâu. Còn đừng nói mà ông nào mà sức dốc này nọ đi ra này nọ ha, đi ra để mà đè nó xuống rồi giết nó ha các bạn.
thì cái đó cũng như là cái ông thầy ông ép nó thôi, ép nó khỏi xác nó thì nó liều lên thì cứ như là đòi xong hết. Đó thì lúc đó là cũng như là vô cái tình thế là nó căng như dây đờn rồi các bạn, căng đét rồi, người nào người nấy là tinh thần cao độ. Đó. Rồi ráng tìm mọi cách để thuyết phục bà Sáu. Bà Sáu bà cũng hứa đi, bà hứa các bạn, bà Sáu bà hứa dữ lắm nha, và bà cũng quyết tâm chứ bây giờ sao giờ bỏ nó vậy thì nó chết sao. Mà nói rồi là từ khi bà Sáu dán cái lá bùa vô được rồi đó thì nó sẽ nằm im ru cho bà đâm nó chết, tại nó kháng không được, mà chỉ có bà Sáu thôi, cô Út cũng không được luôn, tại bà là cái người dắt nó về, nhận nó làm con vật nuôi giống như bà là chủ của nó. Nó có cái sự ràng buộc. Đó, thì bà Sáu bà suy nghĩ hoài thì đương nhiên cái đó là con bà cũng nói là thôi bây giờ giết nó đi. Con cái á các bạn, cái con heo này nó tin, tuy là nó không biết về cái chuyện âm mưu nó không biết. Chứ đâu phải nó đa năng tới mức độ cái gì nó cũng biết các bạn. Cái gì nó cũng không ngại, đâu có, thì lúc đó là đâu có còn chuyện gì nói. Nhưng mà do là gần đây á, nó cũng làm việc này việc kia rồi nó biết, cho nên là nó làm cái mặt dễ thương, nó cằn cái chỗ đó giống như bảo nói rồi đó, nó làm mặt bả đi ra, nó làm cho bả thương tiếc nó này nọ, tuy nó không biết chuyện gì nhưng mà nó làm thương tiếc, đang giữ cái chỗ đó thì bả gặp nó vô tình, bả gặp nó vậy thì bả thương đi, lâu bả lén lén, bây giờ bả cũng mến chân mến tay con mình đi chơi nọ, mình ở nhà mình cũng ra bả theo, bả vuốt đầu nó này nọ, rồi hằng ngày bà ra bà nói chuyện mình ên giống như bà nói chuyện với nó vậy đó, bà cũng thương quá đi. Đó thì ngặt một cái á, là cái giờ nha các bạn, cái giờ mà giết cái con heo á, dán cái lá bùa con heo á, thì nó lại không nằm ở cái giờ tảng sáng hay là buổi trưa gì để ban ngày ban mặt này nọ nhiều đi không, nó không biết là ông thầy ông coi sao mà nó ra cái giờ đó là cái giờ ban đêm, mà canh cái giờ rồi giống như là nó ngủ á, rồi ra tự động bả ra thì giống như là nó mặc dù nó hơi biết nhưng mà nó biết bả thì nó không có đề phòng đó. Còn đêm á là mấy ông kia phải về à, ban ngày thì ở vậy thôi chứ ban đêm là phải về, hẹn đúng cái giờ đó là ông thầy ông ở gần đó, cũng một hai người đi theo thôi. Thì tới cái bữa đó đi, buổi chiều cái bà Sáu buồn, bà ngồi buồn so nghe, mấy ông hương chức mấy ông cũng nói xong mà mới về, là đỡ cho tối nay ví dụ 8 giờ đi là bà Sáu sẽ làm cái điều đó đúng cái giờ đó mới tại vì cái bùa phải hành đúng như cái giờ đó mới được. Cái bà mới cầm mấy lá bùa trên tay, bà ngồi trong nhà bà suy nghĩ hoài, bà nói giờ sao đây. Thì con gái của bà sợ lắm, nhưng mà bà cũng sợ nữa, bà bảo không có cho con gái đi theo, nó con ở trong nhà nghe má ra ngoài má làm gì má làm, bởi tình thương người mẹ dành cho con lớn vậy đó các bạn. Mẹ làm gì mẹ làm, con không có được mà đi ra theo nha. Thì thương mẹ, cũng thương mẹ lắm, cũng đòi đi theo, nhưng mà bà không có cho. Mà ông thầy cũng dặn kỹ rồi, không có được làm rộ, một mình bà Sáu đi. Đó. Cái lúc đó bà mới giấu cái con giống như là cái con mắt giót. Bà giấu sẵn ở gần cái chuồng rồi. Mà bà làm bộ, bà lấy giống như bà cắt cái rau này nọ bà cho nó ăn, nó đâu có biết. Thì bà giấu gần ở đó rồi, mà dán cái lá bùa là một cái là lợi lấy là đâm đâm cho nó chết đó. Thì tới cái giờ bà Sáu mới đi ra, mà bà đi ra là bà suy nghĩ rất là nhiều rồi các bạn. Bà đi ra thì nó mới nhóm cái mặt lên, nó dòm bà như nào, thì thấy bà nó cũng nằm lại đó. Đó là cái nguyên nhân mà ông thầy bắt bà đó các bạn, một phần vì bà là một cái sự có sự ràng buộc chủ với con heo á, một phần nữa là nó biết bà nó không có đề phòng. Và bà mới nhào là bà dán cái lá bùa vô rồi nghe, thấy nó giật mình, nó giật lên, nó lên cái vậy nè, thì trong miệng nó làm mấy cái vậy đó, nó làm vậy đó, nhưng mà nó không có ngồi dậy được, nó không nằm chơi chơi vậy đó các bạn, trong miệng nó rên vậy. Thì lúc này bà biết rồi, heo bình thường mà, giống như ban đầu bà nghe bà còn dán mà giải thích con heo tôi nó bình thường, nhưng mà bây giờ heo bình thường nào mà dán lá bùa vô nằm cứng đơ, heo bình thường nó phải ngồi dậy chứ, lá bùa mình cầm hoài mình có bị gì đâu. À, cái
này bà nghi rồi bà nghe nó vậy đó. Bà biết, bà biết các bạn. Với lại ông thầy cũng kể cho bà nghe là cái chuyện mà hồi đó sư phụ của ông với một người khác phải là chung tay mới làm lại lợi con heo đó. Bà biết rồi, rồi không sai rồi. Nhưng mà do cái lòng bà cũng tốt đi. Đó, thì bà lúc này, cái lúc này nó hết cách rồi các bạn. Nó biết rồi, nó biết ra là mà nó sắp bị hại rồi. Cho nên nó mới xin bà. Nhưng mà nó tư tưởng với bà là bà nghe được cái câu nói: bà ơi bà tha cho con đi, con thương bà, con theo bà, con về nhà của bà con ở, mà sao bây con đâu có hại gì bà đâu, mà sao bây giờ bà hại con. Nó xin vậy đó. Nó thì bà cầm cây dao, cái mát bà cà rung, bà cầm lòng không đậu các bạn. Các bạn biết rồi, người thường mà không phải là bà Sáu này, bà gì con heo mà bà bỏ mặc cái sự an nguy của bà con trong xóm. Nhưng mà cái người trong cái tình trạng lúc đó đó, cái lòng bà tốt. Chứ như người ta là người ta bắt heo về ta bán liền rồi, ta sẽ thịt ta bán liền rồi, có đâu mà ta nuôi vậy. Bà tốt chứ thêm cái là mến chân mến tay với nó đó. Cái bà nó thương quá đi, bà biết là nó thành tinh rồi và nó đang nói chuyện với bà. Thì bà mới khóc, bà nói là bây giờ tao mà tha cho mày, mày hại bà con trong xóm tao làm sao? Mày hại chết hết rồi sao? Tao không muốn hại mày, nhưng mà tao tha mày rồi, mày hại bà con. Thì nó nói là không, con không dám đâu, con không dám đâu, con không có dám nữa đâu, con bỏ con đi, con vô sâu trong rừng con ở, con không có dám ra ngoài đây nữa đâu. Bà tha cho tôi con, bà tha cho con, năn nỉ quá trời luôn. Thì bà cầm lòng không đậu đi, bà mới tha. Mà bây giờ bà tha làm sao để cho mấy cái người trong đây người ta không có bắt lỗi, bắt phải bà, bắt tù, bắt tội bà. Thì bà mới bà tự động bà làm cái hành động các bạn. Là bà làm giống như bà làm chợt cái tay đó. Đó, bà nhưng mà giống như là bà không có biết, bà là cái người bình thường mà đâu phải là thầy pháp đâu. Bà mới lấy giống kiểu bà chợt cái tay, cái mát đâm vô cái tay bà cho chảy máu vậy ha. Rồi bà mới gỡ cái lá bùa ra. Bà mở cái chuồng mà gỡ cái lá bùa ra thì nó sọc ra khỏi cái chuồng nó chạy. Chứ mà ta nói bình thường dám nó chắc là con. Nhưng mà được cái là cái con tinh này nó cũng biết cái ơn các bạn. Nó biết cái ơn, mặc dù là nó có ý đồ là đợi thời gian nữa là nó bắt bà Sáu. Tại vì mang trong cái người cái lá bùa mà cũng kẻ thù nó mà. Con cái lúc này bà tha thì nó không cắn bà. Nó không giết bà, nó không bắt bà, nó hớp hồn bà cái lúc đó các bạn. Chứ gặp như bình thường hớp rồi. Nó thì nó mới dọn mất tiêu đi. Thì bà Sáu đây bà mới làm bộ bà la lên. Bà la lên thì ông thầy ở đó ông xúm đồ ông núp gần đó ông chạy lại. Ông chạy lại tới chỗ rồi ngang là kể như ông thấy bà Sáu bà ngồi xuống bà la làng mà tay chân bà máu me không. Thì ông biết là ông chưa biết rõ mọi chuyện, nhưng mà ông biết là con heo nó thoát rồi. Ông mới kêu vô nhà liền, không có được ở ngoài đây. Vô trong nhà rồi ông dòm ra ngoài, ông dòm hoài ông không thấy nó. Nhưng mà ông dòm đến khi mà ông muốn nghỉ dòm thì ông thấy nó đứng từ xa nó dòm ông. Nó không có quá thành cái hình quỷ nó giờ mà không, nó chỉ mặt không là ông biết rồi đó. Thì lúc này á bà Sáu mới nói là tôi dán bùa rồi, tôi đâm nó mà không biết sao nó dậy, sao nó chợt qua một cái trúng cái tay tôi có máu. Bà cũng nghĩ trong đầu giống như là chắc là có máu của mình, cho nên là nó cái sức cái lá bùa nó ra, nó dậy rồi sức cái lá bùa ra, bà nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà ông thầy á thì ông biết, chắc ông biết rồi, bà này bà nhân đức quá, bà thả con heo. Chứ cái lá bùa đó mà dán dính vô rồi thì đừng nói là con heo nó dãy, làm cỡ nào không sức ra đâu. Mà dù cho có sức ra bà không tự nguyện tháo thì cái bùa nó vẫn dính trên cái linh hồn đó. Chỉ có bà Sáu tự động tháo thôi, nhưng mà Sáu đâu có biết, bà tưởng là bình thường. Bà nói vậy là bà sẽ qua mặt được. Con cái là ông thầy này ông cũng nhân tâm đi, ông cũng không có rạch trần bà Sáu, bởi vì ông biết là bà Sáu cũng là cái tâm tốt thôi. Thì ông có đi ra ngoài á, ông nói với ông quỷ các bạn, nói dung tin. Ông nói bây giờ người ta có lòng tốt, ta thương mày, ta tha cho mày vậy rồi, thì mày cũng phải giữ đúng cái lời hứa là mày đừng có hại người ta ở đây. Tại vì ông thầy này tuy ông không chưa nghe bà Sáu kể lại là cái chuyện mà bà Sáu phải nói chuyện với con quỷ, nhưng mà ông thừa biết, ông đoán được vậy. Tính bà Sáu tốt còn giặc, bà còn thương mày làm gì bà không thương con người. Cho nên là bà sẽ thế nào bà cũng nói gì tao tha cho mày, mày đi mày không được hại bà con. Thì nó không có trả lời ông.
nhưng mà nó dòm ổng với cái mắt là nó hận thù lắm, tại ông đệ tử cái ngự mà hại 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 nó mà. Thì ông thầy ông biết các bạn, ông biết là nó sẽ tìm tới ông nó trả thù, ông biết cái điều đó. Nhưng mà ông vô ông đợi cho bạn, ông nói rồi, bây giờ nó chắc nó sợ, nó không dám ở đây đâu, ông nói vậy đó. Nhưng mà trong thời gian trước mắt các bà con phải ráng không được đi ra khỏi nhà. Tôi sẽ ở đây một thời gian mà xin bà Sáu là được ở trong nhà bà Sáu. Thì hai huynh đệ ổng ở trong nhà bà Sáu thì lúc này không có người lạ nữa rồi. Thì ổng hỏi, ổng nói cái lúc đó chị gia chị dán bùa nói rồi, nó nói với chị cái gì. Thì ổng nói cái này bà Sáu mới giật mình nè. Ban đầu bà chối, tôi đâu nghe nói gì đâu. Thôi chị đừng có chối, cái lá bùa đó ha, trừ khi mà chị tự nguyện gỡ, chứ chị đã dán vô rồi á thì chỉ có chính chị tự nguyện gỡ thì con cái dòng đó nó mới thoát được thôi, chứ đừng nói mà sức ra thoát không được đâu. À, thì cuối cùng bà Sáu bà đuối lý rồi mới xin ông thầy, bà nói thầy tôi gặp nó tôi mến chân mến tay này nọ. Thì ông thầy nói thì tôi cũng biết, chính vì tôi biết cho nên tôi không có rạch trần bà, tôi biết cái tính bà tốt. À, nhưng mà bây giờ á thôi tôi ráng tôi ở đây một thời gian, chứ bây giờ trước mắt tôi không biết tính sao. Thì đương nhiên trong cái thời gian đó thì ông cũng đi nhà này nhà kia này nọ, rồi ông cho bùa, rồi ông làm cái này làm cái kia các bạn. Nhưng mà ông biết trong đầu ông buồn rầu lắm, ông biết trong đầu ông là rồi, mạng số của ông là ông chỉ nghĩ một cái cách duy nhất là bây giờ là liều mạng với cái dòng đó. Thí dụ như mình có chết á, mình phải kéo cái hồn nó theo, và ít nhất á, là cũng phải cho nó trả giá bằng một cái cách nào đó để trong một cái đoạn thời gian dài 3 năm gì đó nó không có hại được người. Thì sau đó cái chuyện sau đó là thuận theo ý trời rồi. Ông nghĩ ông buồn rầu cho nên là ông mới chỉ lại là người sư đệ của ông á, ông mới kêu là thôi em về đi, em không có theo anh giúp đỡ được cái gì đâu. Thì cái ông thầy này ông không có chịu về, ông nói là em mời anh tới đây mà giờ xảy ra cái việc như vậy rồi thì có chết thì anh em mình chết chung. À, thì ông nói á em phải về rồi đó, rồi anh chỉ em nữa nè, rồi có gì sau này em phải sống để em kể lại, chứ bây giờ mà kể toàn vẹn da đó là ở đây người ta bắt tội cái bà Sáu này nữa, bả là cái người nhân đức không có đáng để phải nhận lấy cái tội lỗi bà con ta đổ dồn vô, tại vì sau này thế nhà cũng có người chết trong sớm thì cũng là quy cái tội cho bà Sáu thôi đó. Thì ông nghĩ chu đáo vậy đó các bạn, mà ông buồn rầu bởi vì sao, bởi vì cái ông thầy này á thật sự mà nói thì ông cũng có vợ có con, mà bây giờ ông không bỏ đi được, đâu phải như mình bây giờ đâu, ông cũng không thể nào ông dám kêu ai đi nữa. Kêu ai đi mà đưa ông về này nọ chung với ông này nọ để ông thăm vợ con ông lần cuối này nọ, ông xót cái chuyện đó lắm cho nên ông buồn rầu hoài. Đưa họ đi chẳng khác nào là biết con heo đó heo tinh đó nó chỗ nào nó bắt chết là sao, còn bản thân ông đi về á là nó không có ông là yểm trợ ở đây thì nó vô nó bắt người chắc rồi, tại vì tới lúc này là nó lộ rồi đó. Thì bởi tôi nói cái gì cũng căn số đó các bạn, thầy là ông thấy là ông chết tới nơi rồi đó. Thì cái hôm đó là cái ông mà các bạn nhớ là cái ông hai á, cái ông hai là cái ông mà mỗi lần là bỏ ra anh số tiền cùng với cái ông mà bẫy được cái con heo đó của cái thời gian trước đó nha, cũng hơn cái chục năm trước đó, thì ông mới bỏ nghề đâm heo đó. Thì ông mới mằng cái này cái kia, ông mới mằng cái này cái kia rồi ông khá lên, ông khá lên các bạn, mà ông khá không ngờ nữa, thì ra là cái lúc đó là cái nó theo ổng. Ông tha cho nó rồi á thì cái tới cái giờ nó về nó trả ơn cho ổng, nó phù hộ sao không biết mà ổng làm ăn nó suôn sẻ. Nhưng mà nó cũng đi lâu rồi đó, thì cái ông này á ổng bây giờ là ổng đang đi buôn, trên xe ổng cũng có cái người hầu hạ nọ đi buôn. Thì ổng mới tới cái xóm này đi, khi mà ông tới á thì cái bà con ở đây người ta mới ra người ta la, người ta nói thôi ông đi đi, người ta cũng lòng tốt không à, nó nói muốn bán gì thì gian sau đi ông trở lại, còn bây giờ là trong xóm của tôi nó rất là ghê, ông đậu ở đây tối ông ngủ ngơi ở đây này nọ đó thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của ông. Thì nói cái ông này ông nói ủa sao mà đi, tại sao tôi phải đi, sao mà đi được, công sức tôi bỏ bao nhiêu tôi tới đây rồi, bây giờ bà con nói là có cái chuyện gì mà hỏi chuyện gì bà con không nói, và con cứ tôi đi sao tôi chịu đi đó. Thì mấy người này ta không ở đâu, người ta giải thích với ổng, người ta mới đi gần đó. Thì ông thầy ông ở gần đó, ông làm ban ngày ông mặc ông làm bùa này kia ông trắng cho người ta đó. Thì người ta lại ta nói với ổng, ổng mới đi ngay lại, ổng đi ngay lại ổng nói với ông này là ông thầy bà mà, ổng nói với ông này. Thì khi ông này ổng nghe ông này nói á,
ông này ông nói thì ông muốn tụi tôi đi thì ông kể cho tôi rõ rõ chút xíu đi, tại vì ông mang máng cái vụ gì rồi. Tới dần kể cho ông nghe rồi đó, ông mới hỏi vậy nè, ông nói vậy chứ thầy ơi, cái con heo đó đó, cái ngoại hình thầy kể nó giống như cái chuyện mà hơn 10 năm trước là ông tha. Thì ông mới hỏi đó là ngoài cái chuyện mà lúc đó là của tôi thả nó ra, ông mới kể cho thầy nghe là tôi thả nó ra là tôi không có thấy nó bị chân cẳng nó bình thường, nó không có bị mắc cái chân. Nhưng mà ở bên cái cổ trái của nó đó là do hồi đó tôi đâm nó hơi sâu. Tôi đâm tôi tìm cớ tôi thả nó đó, nhưng mà tôi dung quá tôi là nó hơi sâu. Thì thế nào nó cũng phải có một cái vết thẹo ở chỗ đó. Ông thầy thì ông không có biết, ông không có dòm được, nhưng mà ông nghe kể lại là cái ông này hồi đó nuôi mua con heo cho cái người bà con của ông là ông mằng này nọ đó mà đám tiệc đó. Thì cái hình dáng nó quá giống đi. Nó giống quá giống đi. Ông thầy em không biết là trên cái cổ bên trái nó có thẹo hay không, đâu có biết, đâu có dòm kỹ tới mức độ đó. Ông mới dắt cái ông này về nhà của bà Sáu. Vô hỏi bà Sáu thì bà Sáu ngày đêm bà vuốt bà ve mà bà biết, bà nói ừ có một cái vết thẹo như vậy ở bên trái mà con heo cái màu nó như vậy, thì giống như cái người đã từng tiếp xúc, đã từng thả con heo và một cái người đã nuôi con heo nửa năm đây, thì hai người dòm vô ráp lại với nhau thì nó y chang, nó y chang đó. Thì ông thầy này ông mới nói cái con quỷ này, con quỷ tinh này, đáng lý là cái lúc bà Sáu gỡ cái lá bùa ra là nó táp chết bà Sáu rồi, nó cắn chết hoặc là nó hớp hồn bà chết. Tại vì muốn dán được cái lá bùa đó là phải nhờ vô cái lá bùa của bà Sáu đeo một lần thầy cũng cho, rồi cộng thêm cái bùa của ông thầy cũng sên thì mới dán được. Rồi bây giờ gỡ ra rồi, tự nguyện gỡ ra rồi thì nó giết liền chứ làm gì nó tha. Mà nó vẫn tha thì có nghĩa sao? Có nghĩa là mặc dù là con tinh này nó ác nhưng mà nó vẫn nhớ cái ơn, nó tha cho bà. Thì cái ông này hồi xưa đã từng thả nó nè, thì ông mới nghĩ là ông trong đầu của ông thầy theo kiểu là chỉ là bây giờ bí đường rồi, chỉ là dắt cái ông hai này ra ngoài đó, ông nghi là nó ở chỗ nào á thì ông dắt ra ngoài đó, ông nhờ ông này nói giùm tiếng là làm cho cái chuyện theo kiểu là còn nước còn tát á các bạn. Ông không nghĩ thành công đâu, nhưng mà thôi nói một cái đi, rồi sau đó ông hai này hỏi đi đi thì đi. Với lại là có ông á thì cũng giữ cho ông này an toàn một hai đêm được. Thì ông hai ông nghe kể như vậy rồi ông mới ra, ông nói ông đi ra ông không có thấy gì nghe, mà ông thầy cũng thấy, ông thấy là cái con tinh, con heo tinh nó đứng gần đó, đứng cách đâu cũng chừng vài chục thước à, mà ông thầy này không thấy. Ông thầy thấy mà cái ông hai không thấy. Thì ông mới kêu ông nói đi. Ông hai này mới nói là hồi đó mày nhớ không, tao là cái người mà nghèo nè, nhưng mà vẫn ráng bỏ tiền ra để cứu cái mạng của mày, mày xin tao, tao cứu cho mày. Thì bây giờ tao xin ngược lại mày, mày vô rừng vô vú mày sống đi, mày ở trong đó đi, chứ mày đừng có ra ngoài đây mày hại người ta nữa. Coi như tao xin lỗi mày, thì coi như là mày làm được cái điều đó thì kể như tao với mày là không còn ai nợ ai hết. Đó. Thì ông nói cái điều đó xong thì ông thầy ông cứ chăm chăm ông dòm, mà ông dòm theo kiểu là còn nước còn tát cũng làm đại vậy thôi, chứ không nghĩ thành công nữa. Thì ngay cái lúc đó tự nhiên nó đi các bạn. Nó quay mặt nó đi, mà nó hiện hình nó nói với ông thầy, nó nói là bây giờ là tao đi vô rừng rú rú tao ở, là tao trả cái ơn cho ông. Mày nói với ổng là tao với ổng không còn ai ơn nghĩa với ai hết trơn. Nói với ông thầy vậy đó. Trời ơi ông thầy ông cũng tá quả luôn các bạn. Không ngờ là mà tới như vậy. Ông không ngờ mà nó nhớ cái ơn mà nó bỏ. Chứ ổng cũng vô phương rồi. Thì thiệt. Từ đó ông thầy cũng ráng mở lại cái tuần lễ. Cũng nhờ ông hai nữa lại cái tuần lễ. Ông không thấy nó xuất hiện đâu hết trơn. Mất tích luôn. Thì lúc này ông thầy mới nghiệm ra, ông nói nhầm khi bùa chú này nọ cũng đâu có bằng cái người ta lấy cái đức người ta đói đâu. Bùa chú của ông cỡ đó đó mà thấy là cái mồi là tuyệt vọng rồi đó. Nhưng mà ông hai này là cái người mà hội làng ông có thể nói là ông làm cái nghề hơi ác, mặc dù là vì cuộc sống gia đình, nhưng mà cái nghề của ông là cái nghề sát sanh. Ông giết biết bao nhiêu con heo mà bản thân nó lại là một con heo thành tinh đó. Thì nó phải thù ông rồi đó. Nhưng mà cũng vì một cái việc thiện của ông, ông bỏ nghề, ông dùng cái nghèo nhưng mà cũng dán dùng cái tiền bạc, nghĩa là ông làm một cái chuyện tốt rồi. Rồi sau này ông bỏ cái nghề đó thì cũng chính là cái ăn đức đó, lấy cái đức đó. Bà Sáu cũng vậy, cũng lấy cái đức, cho nên là cái con quỷ nó không có tác bà, nó không hại bà chết.
Thì cái ông hai này á, thì ông chỉ nói một câu đơn giản vậy còn hơn là bao nhiêu bùa chú của ông thầy này. Sảng quá trời bùa chú nọ, nhưng mà cũng nghĩ là tiền vọng rồi, nhưng mà cuối cùng cũng một hai cái lời lẽ như vậy thôi, cũng nhờ cái đức đó. Thì từ đó về sau là kể như là con heo đó nó mất tích luôn, không ra ngoài, cũng không nghe nói là nó xuất hiện ở đâu, nó hại ai. Rồi thì câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đêm câu chuyện tiếp theo. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.